Vì là một sự kiện hiếm hoi nên là nhật thực toàn phần ngày hôm qua đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân Mỹ đưa ra những lời cầu hôn, đoàn tụ cùng gia đình và tạm ngừng công việc của mình để chứng kiến một trong những hiện tượng hiếm gặp nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, theo ước tính thì nền kinh tế Mỹ cũng đã bị tổn thất gần 690 triệu đô la Mỹ do người lao động đồng loạt dừng làm việc để mà xem nhật thực. Theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, khoảng 87 triệu người trong tổng số 123 triệu người làm việc vào thời điểm xảy ra nhật thực đã có khoảng 20 phút để nghỉ giữa giờ xem nhật thực. Tính trung bình, mỗi lao động dừng làm việc sẽ gây tổn thất 7,9 đô la Mỹ, tổng cộng là gần 690 triệu đô la Mỹ thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ. Con số này thậm chí còn chưa tính đến các thiệt hại khác, chẳng hạn hiện tượng nhật thực toàn phần trong ngày 21 tháng 8 khiến bang California không đủ năng lượng mặt trời cho hơn 1,5 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, có vẻ như thiệt hại này là không đáng kể nếu đem so với sự kiện như giải vô địch bóng đá Mỹ Super Bowl, khi mỗi giờ nước Mỹ thiệt hại khoảng 1,75 tỷ đô la. Theo dự báo, hiện tượng nhật thực toàn phần lần tới sẽ xuất hiện tại Mỹ và xảy ra vào năm 2024, nhưng phải tới ít nhất là năm 2045, toàn nước Mỹ mới chứng kiến nhật thực toàn phần trở lại.